đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng hạ tầng, máy móc, tuyển dụng đào tạo công nhân để thực hiện hợp đồng thi công một số hạng mục tại mỏ than nằm trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với một công ty nước ngoài. Thế nhưng sau 3 năm gắn kết thì bất ngờ hợp đồng bị phá vỡ. Trong nội dung phản ánh của công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ Tân Việt Bắc, sau đây gọi tắt là công ty Tân Việt Bắc cho biết. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2015, công ty này có ký hợp đồng chọn gói số 015-2-2015-BT-VI-TAN Việt Bắc Cô với công ty BT Việt Mindo Injotatama, công ty Việt Mindo. Nội dung hợp đồng ghi rõ, công ty Việt Mindo thuê công ty Tân Việt Bắc thực hiện chọn gói các công việc khoan, nổ mìn, bốc xúc, vận chuyển đất đá và bốc xúc vận chuyển than nguyên khai trên khai trường mỏ công ty Việt Mindo tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong hợp đồng cũng ghi rõ, thời hạn hợp đồng là 5 năm tính từ ngày 10 tháng 3 năm 2015 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020. Khối lượng bốc đất đá tối thiểu là 4 triệu mét khối trên một năm và 500.000 tấn than trên một năm. Sau khi ký hợp đồng, phía công ty Tân Việt Bắc đã tiến hành đầu tư trang thiết bị phục vụ quá trình thi công với giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Song song với việc đầu tư trang thiết bị, công ty Việt Bắc cũng tiến hành tuyển dụng hơn 300 lao động để làm việc thường xuyên ở công trường. Cùng với đó, phía công ty Tân Việt Bắc cũng tiến hành đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình trong nội bộ khai trường của phía công ty Việt Mindo. Trong quá trình triển khai hợp đồng, giữa hai công ty không xảy ra bất đồng. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 7 năm 2018, công ty Việt Mindo đã có văn bản số 257 LOVECEOTVB 7/2018 gửi phía công ty Tân Việt Bắc về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng chọn gói số 015-2-2015-BT-VI-TAN Việt Bắc Cô với công ty PT Việt Mindo Entertainment. Với lý do rất lạ là Tân Việt Bắc đã không đạt được chỉ tiêu hoạt động trong hai quý liên tiếp là quý 3 và quý 4 của năm 2016. Đến tháng 7/2018 thì công ty Việt Mindo đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty Tân Việt Bắc với một cái lý do là cái năm 2016 là công ty Tân Việt Bắc không hoàn thành nhiệm vụ sản lượng. Nhưng mà thực tế là cái năm 2016 là do là Việt Mindo không giao được cái khối lượng, cái mặt bằng cho công ty Tân Việt Bắc thực hiện, là do có cái sự tranh chấp hợp đồng giữa công ty Việt Mindo với công ty Hoàng Đan. Thì hai bên cũng đã ghi nhận cái sự khách quan đó và đã thống nhất là ký cái phụ lục cho năm 2017 để thực hiện 2017. Thì cái năm 2017 chúng tôi thực hiện hợp đồng đảm bảo cái điều kiện theo hợp đồng, đủ khối lượng đất đá và còn làm dư 25.000 tấn than cho công ty Việt Mindo. Thế nhưng mà bất ngờ là từ mùng 2 tháng 7 năm 2018 là công ty Việt Mindo đã chấm dứt hợp đồng. Nhưng mà thực tế là cái hợp đồng chúng tôi đã phải dừng từ tháng 4 năm 2018. Do là công ty Việt Mindo đã đưa ra những cái điều kiện ngoài hợp đồng để không chịu ký tiếp cái phụ lục cho năm 2018. Cái hợp đồng chúng tôi là hợp đồng thực hiện cái hợp đồng chọn gói khoan nổ mìn bốc xúc vận chuyển đất đá. Thế nhưng mà Việt Mindo lại yêu cầu là để họ tự thực hiện nổ mìn. Rồi họ yêu cầu là chúng tôi giảm đơn giá so với hợp đồng, trong khi hợp đồng là ký theo giá cố định. Và họ yêu cầu chúng tôi là giảm khối lượng hợp đồng từ 4 triệu khối một năm, họ yêu cầu chúng tôi giảm còn 2.8 triệu khối đất đá một năm. Thế nên là chúng tôi không thể ký cái phụ lục cho năm 2018 theo cái đề nghị của họ được. Sau khi nhận được công văn này, phía công ty Tân Việt Bắc đã có nhiều công văn gửi phía công ty Việt Mindo về việc nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy sẽ gây thiệt hại nặng nề và sẽ phải bồi thường theo như các quy định hợp đồng đã ký trước đây. Vấn đề trở nên phức tạp khi mà việc giải quyết hợp đồng với công ty Tân Việt Bắc chưa xong, thì công ty Việt Mindo đã tiến hành nổ mìn trong khu vực mỏ xảy ra tranh chấp. Việc nổ mìn này gây nguy hiểm đến tính mạng công nhân của Tân Việt Bắc hiện đang trông giữ tài sản, thiết bị máy móc trên khu vực công trường mỏ than Việt Mindo. Sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm trước ngày 21 tháng 12 năm 2018, khi công ty Việt Mindo huy động khoảng 200 người cùng với thiết bị máy móc bao vây xung quanh khu vực công ty Tân Việt Bắc đang bố trí bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản thiết bị máy móc.
Sự việc tuy không gây thiệt hại về tính mạng con người nhưng đã gây cháy và hư hại hoàn toàn hai xe máy của công nhân công ty Tân Việt Bắc. Vụ việc nêu trên cũng đã gây ảnh hưởng lớn đến thu nhập của hơn 300 công nhân đang làm việc cho công ty Tân Việt Bắc. Kéo theo đó là hàng nghìn nhân khẩu sống dựa vào đồng lương của hơn 300 công nhân nói trên bị đảo lộn. Từ tháng 4 2018 thì đơn phương chấm dứt hợp đồng của Việt Vindo. Thì thực ra thì anh em cán bộ công nhân ở đây thì bây giờ hiện tại bây giờ cũng khó khăn vì là bây giờ là công ty thì nghỉ không hoạt động. Thế mà anh em ở đây phải trực thiết bị máy móc rồi là cái tài sản của công ty Tân Bắc. Thế là anh em bây giờ là lương lậu bây giờ chỉ hưởng là 70% lương thôi. Nhưng mà bây giờ thì hôm nay 24, 25 Tết rồi thì bây giờ chỉ trông chờ là lương lậu công ty Tân Bắc trả cho anh em ít nhiều để anh em gọi là về quê ăn Tết thôi. Thì bây giờ thì thực ra thì chúng tôi cũng đều là người đàn ông, cũng đều là trụ cột trong gia đình. Thế bây giờ thì gia đình thì cũng trông chờ đồng lương người chồng, người cha là đi lao động để kiếm cái đồng lương về để phụ cấp thêm với lại vợ con. Nói chung là lôi kéo đến nhiều cái đâm là gia đình kinh tế là bây giờ nó cũng thiếu thốn. Không như trước ngày là làm đều thì lương lậu anh em cũng 10, 12 triệu. Thì anh em cán bộ công nhân ở đây thì cũng chỉ mong muốn làm sao là công ty Tân Việt Bắc và công ty Việt Mindo sớm giải quyết nó sớm đi. Thì có làm hay là không làm chăng nữa thì để anh em gọi là cũng biết mà để sắp xếp là công việc làm sao để cho nó ổn định 2019. Thì để cho gia đình nó cũng đỡ phần nào, chứ bây giờ cứ ở đây thì ăn trực làm chờ thế này thực ra thì cũng đồng lương nó thấp thấp như thế thì nó cũng cuộc sống nó lại càng khó thêm. Để thực hiện hợp đồng này chúng tôi đã phải vay 100% cái vốn ngân hàng để đầu tư thiết bị đấy, thiết bị từ lúc mới vào là mới tinh. Thế đến bây giờ là chưa khấu hao được, mới khấu hao được một phần rất nhỏ thôi, còn vẫn còn đang phải nợ ngân hàng số rất nhiều. Thì đến bây giờ là gần một năm nằm không trở việc này, thì nó đã bị xuống cấp, nó bị hư hỏng này, nó xuống cấp này. Trong khi là hàng tháng bây giờ chúng tôi vẫn phải trả tiền gốc và tiền lãi ngân hàng. Rồi 300 công nhân của chúng tôi là mất việc làm, thì kéo theo đó là gia đình của họ là cũng không có cái nguồn thu nhập. Đấy. Đến bây giờ là tài chính của chúng tôi là rất là khó khăn. Đến nay đến 24, 25 Tết rồi mà công nhân vẫn chưa có tiền để trả công nhân để họ Tết. Chưa kể đến việc hàng ngày hàng trăm công nhân đang bảo vệ tài sản cho công ty Tân Việt Bắc tại khu vực tranh chấp vẫn phải sống trong sợ hãi do tác động của việc nổ mìn và khai thác quá độ sâu không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của công ty Việt Mindo. Trước những vấn đề bất cập này, phía công ty Tân Việt Bắc đã có nhiều công văn gửi các cấp từ trung ương đến địa phương đề nghị vào cuộc giải quyết, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất cứ động thái nào cụ thể để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Tân Việt Bắc. Trong khi đó, phía Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí lại có thông báo yêu cầu công ty Tân Việt Bắc phải rút toàn bộ máy móc, thiết bị ra khỏi khai trường trước ngày 10 tháng 2 năm 2019, đồng thời tiếp tục thỏa thuận việc bồi thường với công ty Việt Mindo. Trước những yêu cầu này của phía Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, phía công ty Tân Việt Bắc cho rằng chỉ đạo này là không đúng quy định vì sự việc vẫn đang trong quá trình tranh chấp, chưa rõ đúng sai. Việc chuyển thiết bị ra khỏi khai trường sẽ gây ảnh hưởng nặng nề cho phía doanh nghiệp. Theo luật sư, tranh chấp giữa hai đơn vị là tranh chấp kinh doanh thương mại. Do vậy, nếu có yêu cầu thì Ủy ban Nhân dân các cấp tham gia, các cơ quan trên chỉ đóng vai trò trung gian hòa giải, chứ không phải là người có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp hòa giải không thành thì lập biên bản hòa giải không thành, đồng thời hướng dẫn các bên khởi kiện ra trọng tài, tòa án theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và công ty Tân Việt Bắc không vi phạm về hành chính, nên Ủy ban Nhân dân các cấp không có thẩm quyền để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ủy ban Nhân dân các cấp không có thẩm quyền để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Bất cứ hành vi hay quyết định hành chính nào nhằm cưỡng chế di rời các phương tiện của công ty Tân Việt Bắc sẽ là trái pháp luật. Trong trường hợp này, việc khắc phục hậu quả phát sinh hàng chục tỷ đồng sẽ phải được giải quyết theo quy định của pháp luật về bồi thường nhà nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới quý vị khán giả.